Xin chào quý anh chị, các bạn đã trở lại với Xe Vào Giao Năm. Ngày hôm nay thì Tuấn sẽ đi hướng dẫn cho quý anh chị các bạn về các tính năng và cách sử dụng của chiếc chìa khóa xe Toyota Corolla Cross hoặc một chiếc chìa khóa thông minh có đề nổ Engine Startup Smart Key. Đi nhanh thôi. Đây là chiếc chìa khóa, cụ thể là chiếc Cross phiên bản G mà Tuấn đang cầm trên tay. Quý anh chị có thể nhìn thấy ở đây. Ở đây chúng ta sẽ có này các nút bấm phím cơ bản, như quý anh chị có thể nhìn thấy ở đây. Trên cùng là khóa xe, mở xe và tính năng tìm xe. Ở đây thì sử dụng rất là đơn giản thôi. Thì tôi sẽ giới thiệu chi tiết lại. Bấm vào khóa thì chắc chắn là chúng ta sẽ là khóa xe rồi. Và bấm mở, mở xe. Và thứ ba nữa, bấm nút tìm này, nút tìm xe nhé, cái nút đỏ đỏ này cho quý anh chị và bạn. Thì chúng ta sẽ là cuối cùng này. Thì chúng ta sẽ nhấn giữ được khoảng 2 giây thôi. Thì khi đó chúng ta sử dụng để xe vào trong cái bãi, quý anh chị sẽ tìm phát thật tình kêu. Và thấy xe ở đâu rồi thì quý anh chị nhấn giữ thì nó sẽ là hết, không phát ra tiếng động để tiếng kêu nữa. Khi đó chúng ta đã tìm xe rồi. Đó là ba cái nút tìm bấm cơ bản trên cái chìa khóa thông minh đó. Tiếp theo thì Tuấn sẽ đi cụ thể hơn cho quý anh chị các bạn biết được và xem là khi mà dùng cho các trường hợp hết pin. Hết pin ở đây thì như quý anh chị có thể nhìn thấy nhá, để Tuấn sẽ chia sẻ chi tiết này. Ở phần trên đầu ạ, ở phần đầu này này, các chị lưu ý giúp Tuấn. Nó có một cái lẫy nhỏ, khi dòng đây Tuấn sẽ gạt lẫy và lấy ra cho quý anh chị. Chỉ như vậy thì chắc có anh chị có thể nắm được rồi. Đó. Trong trường hợp quý anh chị hết pin thì chúng ta có thể rút này ra và cắm ổ có thể tra được vào. Đây Tuấn sẽ thao tác cho quý anh chị tự các bạn có thể. Đó, đây quý anh chị có thể tra vào cái ổ cắm chìa khóa này. Đó. Khi mà chiếc chìa khóa của chúng ta hết pin thì quý anh chị làm cách như vậy giúp Tuấn ạ. Và thứ ba tôi muốn chia sẻ cho quý anh chị nha các bạn nhé, là chúng ta có hai chìa khóa, thì khi quý anh chị các bạn muốn vô hiệu hóa một chiếc chìa khóa thì anh chị nhấn giữ cái nút phím khóa này và nhấn hai lần cái nút mở khóa trong vòng khoảng 3 giây thì chiếc chìa khóa chúng ta sẽ vô hiệu hóa. Đó là ba cái mà tôi muốn giới thiệu. Và một cái phương án thứ tư nữa, trong trường hợp mà chiếc chìa khóa chúng ta cũng hết pin thì vừa rồi thì ta phải gạt lẫy và vào xe được rồi, nhưng mà khi mà chúng ta muốn đề nổ đúng không ạ, thì anh chị có thể nhìn thấy đây là ví dụ như engine startup này. Khi anh chị muốn đề nổ thì anh chị để sát chiếc chìa khóa chúng ta vào cái vị trí đề nổ và nhấn đề nổ xe. Thì khi đó thì quý anh chị các bạn có thể làm đề nổ lên xe rồi, trong trường hợp chìa khóa hết pin. Đó là bốn phương án mà Tuấn muốn chia sẻ cho quý anh chị các bạn. Các nút trên chìa khóa này và có một cái chìa khóa phụ để khi mà trường hợp hết pin này, cách vô hiệu hóa chìa khóa này và cách đề nổ chiếc chìa cái đề nổ engine startup khi trong xe chúng ta để sát vào nhé, thì quý anh chị có thể đề nổ được. Vâng, đó là cái chia sẻ của Xe Vào Giao Năm. Quý anh chị còn cần bất cứ câu hỏi nào thì có thể để lại phần comment phía dưới và hẹn gặp lại quý anh chị ở một clip tiếp theo ạ.